Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc, chẳng phải nên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thọ tưởng hành thức, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xứ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp, đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc xứ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc giới, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn thức giới, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xúc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với địa giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thủy hỏa không không thức giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với vô minh chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bố thí Ba La Mật Đa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp không nội chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với chân như, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với thánh đế khổ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bốn niệm trụ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bốn tịnh lự, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tám giải thoát, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp môn giải thoát không, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học.